Nga tung hệ thống phun lửa hạng nặng tiêu diệt hơn 400 quân sĩ, nghiền nát pháo tự hành Gvozdika của Ukraine. Báo cáo mới nhất của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, vào ngày 24 tháng 7, lực lượng vũ trang nước này đã thực hiện một cuộc tấn công bằng vũ khí chính xác tầm xa trên biển vào khu vực Học viện Lục quân Ukraine ở Lốp, hạ nhiều lính đánh thuê Ba Lan và Đức. Đồng thời, nhóm quân trung tâm Nga phối hợp cùng không quân, pháo binh và hệ thống phun lửa hạng nặng đã bẻ gãy bảy cuộc tấn công của Ukraine gần Kamazinovka, Kremenaya Novovodianoye và Chervonaya Diprova tại Lugan. Cuộc tấn công đã loại bỏ hơn 400 quân sĩ, nghiền nát pháo tự hành G-Vodica của Ukraine. Trong ngày 24 tháng 7, quân đội Ukraine tiếp tục tấn công trên các hướng Donetsk, Krasniliman, Nam Donetsk và Zaporizhia, nhưng không có kết quả. Diễn biến chiến sự Ukraine trên từng mặt trận cụ thể. Trên hướng Soledad, lực lượng vũ trang Nga đã tiến hành các cuộc phản công vào hai bên sườn của Bắc Mút, ở phía nam gần Andreyevka và ở phía tây bắc gần Orekhovo, Vasilyevka, nơi mà vào đêm trước mũi xung kích Ukraine đã chiếm được một số vị trí gần đường cao tốc M03. Mặc dù thực tế là các cuộc phản công đã bị Ukraine đẩy lùi, nhưng hành động này của lính dù và lực lượng đặc biệt Nga đã giúp loại bỏ thế chủ động tấn công của đối phương ở một số khu vực nhất định. Từ phía Bodanovka, Ukraine đã cố gắng tấn công Berkhovka với sự hỗ trợ của xe bọc thép. Do hỏa lực pháo binh Nga dáng trả quyết liệt, một xe tăng và một xe chiến đấu bộ binh đã bị phá hủy, sau đó Ukraine buộc phải rút lui. Trong khi đó, giao tranh ác liệt đang diễn ra ở Klescheyevka. Các binh sĩ Nga lợi dụng tuyến phòng thủ dày đặc và kiên cố đã đẩy lùi các nhóm tấn công của Ukraine về những điểm cao liền kề. Các đơn vị tiến công của Ukraine đang tiếp tục bị tập kích bởi súng cối và pháo binh Nga. Tại khu vực Orekhov, các nhóm xung kích của Ukraine đã phát động 3 cuộc tấn công vào Rabotino bằng một số lượng lớn xe bọc thép, nhưng bị đẩy lùi bởi quân Nga, được không quân, pháo binh yểm trợ. Kết quả là Ukraine đã mất ít nhất 4 xe tăng và 5 xe bọc thép. Ngoài ra, các đơn vị Nga đã kịp thời phát hiện sự di chuyển của một đoàn xe bọc thép và bộ binh Ukraine từ Malaya Tokmakka để tập kích hỏa lực. Một số phương tiện đã bị trúng đạn. Trên mỏm Vremievsky vào đêm 22 tháng 7, Ukraine đã thực hiện một nỗ lực khác để tấn công Urozhenoye bằng các nhóm cơ động nhỏ trên xe bọc thép, nhưng bị Nga phát hiện sớm ở ngoại vi ngôi làng và dùng hỏa lực tập kích, loại khỏi vòng chiến đấu hai xe chiến đấu bộ binh và 30 lính Ukraine. Các đơn vị Ukraine cũng tấn công vùng ngoại ô Staromayovsky, tuy nhiên bị hỏa lực pháo binh Nga tập kích, buộc phải rút lui. Bất chấp những tổn thất, Ukraine tiếp tục chiến thuật bào mòn sinh mạng lính Nga bằng những đợt tăng cường liên tục với hy vọng đánh gục các đơn vị chốt giữ và khoan thủng hàng phòng ngự. Nga cáo buộc Ukraine liên tiếp tấn công bán đảo Crimea. Hãng tin TASS dẫn thông báo của ông Sergei Asionov, thống đốc vùng Crimea do Nga bổ nhiệm ngày 23 tháng 7 cho biết, Ukraine đã thực hiện đòn tấn công bằng máy bay không người lái UAV nhằm vào kho đạn Krasnovodevsky, trung tâm bán đảo, gây cháy nổ lớn. Ông cho biết theo báo cáo sơ bộ, vụ việc không gây thương vong, nhưng giới chức địa phương đã sơ tán người dân sống trong bán kính 5 km từ vụ nổ và tạm ngừng hoạt động tuyến đường sắt trên cầu Crimea, nhưng sau đó khôi phục. Trước đó thì Nga cáo buộc là Ukraine tấn công cây cầu này vào hôm 17 tháng 7, khiến cho hai người thiệt mạng. Ukraine tiết lộ quân Nga đã tới Belarus rất đông và bắt đầu hoạt động. Hãng thông tấn Urinform dẫn tuyên bố của ông Andriy Demchenko, người phát ngôn của lực lượng biên phòng quốc gia Ukraine cho biết, số lượng chiến binh Wagner ở Belarus có thể đã lên tới 5.000 người. Lực lượng biên phòng của cả Ukraine và Ba Lan đang theo dõi chặt chẽ tình hình ở biên giới trước những thông tin cho thấy quân Wagner ở Belarus rất đông đảo và đang tập trận chung với quân đội nước này. Tuy nhiên, quan chức này lưu ý, số quân Wagner đang ở Belarus hiện không gây ra mối đe dọa trực tiếp với Ukraine và tình hình biên giới vẫn hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát, nhưng lực lượng biên phòng vẫn sẵn sàng trong mọi tình huống. Để đề phòng Wagner tấn công, Ukraine đã chủ động phá hủy 5 đoạn đường dẫn đến biên giới Belarus và cài hơn 2.500 quả mìn chống tăng. Nga giáng đòn chí mạng phá hủy kho chứa xuồng tự sát của Ukraine Bộ Quốc phòng Nga thông báo quân đội nước này phá hủy kho chứa và cơ sở lắp ráp xuồng tự sát của Ukraine tại thành phố cảng Odessa. Bộ Quốc phòng Nga ngày 24 tháng 7 thông báo, lực lượng vũ trang Nga mở đợt tập kích bằng vũ khí chính xác tầm xa phóng từ chiến hạm và máy bay vào những cơ sở đang chuẩn bị thực hiện hành động khủng bố bằng xuồng không người lái nhằm vào Liên bang Nga, cũng như cơ sở chế tạo chúng tại thành phố Odessa. Cơ quan này tuyên bố, toàn bộ mục tiêu đều bị đánh trúng trong đợt tập kích vào ban đêm. Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết có lính đánh thuê nước ngoài ở các vị trí nói trên. Trước đó cùng ngày, quân đội Ukraine cho biết Nga sử dụng 19 tên lửa vào các loại tập kích Odessa, trong đó có tên lửa diệt hạm siêu thanh P-800 Onyx, tên lửa hành trình Kalib và tên lửa đạn đạo Iskander. Họ tuyên bố phòng không Ukraine hạ 9 tên lửa trong số này, song không công bố chủng loại cụ thể. Giới chức Ukraine thông báo hai người thiệt mạng và 22 người khác bị thương khi Nga tập kích tên lửa thành phố Odessa, thủ phủ tỉnh cùng tên vào ban đêm. Vụ tập kích khiến 6 ngôi nhà và căn hộ chung cư bị phá hủy hoặc hư hại. Cơ quan quân sự Odessa cho biết, nhà thờ Spaso Preobrazhensky, cơ sở thờ tự lớn nhất của chính thống giáo tại tỉnh, bị hư hại nghiêm trọng trong vụ tập kích. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sau đó cáo buộc Nga phóng tên lửa nhằm vào các thành phố Yên Bình, các tòa nhà trung cư và các nhà thờ lớn. Ông Zelensky cảnh báo Ukraine sẽ đáp trả vụ tập kích nhằm vào Odessa. Nga tuần qua nhiều lần tập kích thành phố Odessa và một số khu đô thị của Ukraine sau khi cầu Crimea bị hư hại trong vụ nổ khiến hai người thiệt mạng và một người khác bị thương. Động thái này cũng diễn ra sau khi Nga tuyên bố rút khỏi sáng kiến ngũ cốc biển đen được ký tháng 7 năm 2022, trong đó có điều khoản đảm bảo vận chuyển ngũ cốc Ukraine an toàn bằng đường biển. Odessa nằm trong tuyến vận tải thương mại quan trọng nhất của Ukraine, do cảng tại thành phố cùng hệ thống cảng dọc bờ biển đen là cửa ngõ quan trọng phục vụ xuất khẩu 70% nông sản Ukraine trước chiến sự. Sau khi xung đột bùng phát, Nga coi Odessa là một trong những mục tiêu quan trọng nhất. Ukraine tố Nga tấn công Odessa bằng 5 loại tên lửa Bộ Chỉ huy tác chiến Pipden Ukraine ngày 24 tháng 7 cho biết trong cuộc tấn công tên lửa đêm qua nhằm vào Odessa, các lực lượng Nga đã phóng ít nhất 5 loại tên lửa. Trang Prada dẫn tin từ Bộ Chỉ huy Pipden cho biết quân đội Nga đã sử dụng tên lửa hành trình Kalibr, tên lửa chống hạm siêu vượt âm Onyx, tên lửa hành trình siêu vượt âm Kh-22, tên lửa hành trình Iskander-K và tên lửa đạn đạo Iskander-M. Theo cơ quan này, các lực lượng phòng không của Ukraine đã phá hủy một số lượng lớn tên lửa lao tới. Tuy nhiên, những tên lửa còn lại mà Ukraine không chặn được đã gây hư hại cho cơ sở hạ tầng cảng biển và ít nhất là 6 tòa nhà. Ngoài ra, hàng chục xe ô tô bị phá hủy, mặt tiền và mái của nhiều tòa nhà trong thành phố bị vỡ thành từng mảnh. Bộ chỉ huy Pipdenny cho biết thêm, một nhà thờ cổ, hai tượng đài khác ở quảng trường trung tâm Odessa đã bị phá hủy. Đường dây truyền tải điện cũng bị đứt trong cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga. Odessa nằm bên bờ biển đen là nơi cư trú của khoảng 1 triệu người trước khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra. Kể từ đó, Odessa đã đóng một vai trò quan trọng trong phòng thủ lẫn xuất khẩu ngũ cốc sang các quốc gia đang phát triển của Ukraine. Ngoại trưởng Mỹ tuyên bố Ukraine đã lấy lại 50% lãnh thổ từ Nga. Ngày 24 tháng 7, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói rằng dù Ukraine đã giành lại một nửa lãnh thổ mà Nga kiểm soát ban đầu, nhưng Kiev phải đối mặt với một cuộc chiến rất khó khăn để lấy về nhiều hơn nữa. Ông Blinken nói trong cuộc phỏng vấn với CNN. Họ đã lấy lại khoảng 50% những gì ban đầu để mất. Ông Blinken nói, đây vẫn là những ngày tương đối sớm của chiến dịch phản công. Nó rất khó khăn. Mọi việc chưa thể ngã ngũ trong một hai tuần tới. Chúng tôi nghĩ sẽ phải chờ nhiều tháng nữa. Hy vọng Ukraine có thể nhanh chóng đẩy lùi lực lượng của Nga sau khi triển khai chiến dịch phản công đang mở dần khi lực lượng của Kiev vấp phải các lớp phòng thủ kiên cố của Nga ở phía đông và nam của đất nước. Cuối tháng trước, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thừa nhận rằng tiến triển của cuộc phản công chậm hơn mong muốn, nhưng Kiev không chịu sức ép phải đẩy nhanh tốc độ. Nga tăng cường sức mạnh quân sự với lô xe tăng chủ lực T-90M và T-72B-3M khiến Ukraine khiếp sợ. Mạng tin quốc phòng và an ninh AmiReconation.com của Hà Lan ngày 24 tháng 7 dẫn thông báo của tập đoàn vũ khí Rostec cho biết Moscow tiếp tục nâng cao năng lực sản xuất trang thiết bị quân sự của mình. Bằng chứng là việc chuyển giao mới đây với xe tăng chiến đấu chủ lực T-90M ProRip và nâng cấp xe tăng T-72B3M cho các lực lượng vũ trang Nga. Những phương tiện này do Uran và Gonzavod sản xuất và được mua sắm như một phần của sáng kiến quốc phòng giúp tăng cường đáng kể sức mạnh chiến đấu của các lực lượng trên bộ thuộc quân đội Nga. Mặc dù Nga đã bị tổn thất nhất định về phương tiện trong cuộc xung đột với Ukraine, nhưng việc chuyển giao này cho thấy khả năng thay thế các thiết bị hư hại và phá hủy. Việc chính thức bàn giao lô xe tăng mới này càng củng cố thêm tiềm lực quân sự của Nga. Mặc dù tổng số lượng phương tiện được giao không được tiết lộ, nhưng rõ ràng là lô hàng này nêu bật cam kết liên tục hiện đại hóa và nâng cấp khả năng của quân đội Nga cũng như thay thế các thiết bị bị mất do xung đột. Các xe tăng T-90M nổi bật với những vũ khí mạnh mẽ, bao gồm pháo 125mm, súng máy đồng trục PKT 7,62mm và súng máy hạng nặng 12,7mm NSVT. Ngoài vũ khí trang bị, khả năng bảo vệ của T-90M là cốt lõi trong các tính năng của nó. Với giáp tiêu chuẩn, giáp phản ứng nổ relic, cũng như giáp lưới kim loại và giáp lồng dạng mảnh SLAT-AMR, Xe tăng này có khả năng tự bảo vệ cao trước các vũ khí tấn công của đối phương. T90M cũng được trang bị khả năng phòng hóa hạt nhân, sinh học, NBC, giúp tăng cường bảo vệ kiếp thủ trong môi trường thù địch. Hơn nữa, các hệ thống khử tiếng ồn, phát hiện hỏa lực kết hợp với lưỡi ủi gắn ở phía trước và khả năng lội nước sâu đảm bảo năng lực hoạt động tối ưu của T90M trong các điều kiện khác nhau. T-90M có thể đạt tốc độ tối đa 60 km h và kíp lái 3 người, có chiều dài 6,68 m, rộng 3,78 m và cao 2,23 m. Về phần T-72B-3M, nó được trang bị pháo nòng trơn 2A46M5 125mm cùng với súng máy đồng trục PKTM 7,62mm và súng máy hạng nặng 12,7mm NSV. Với lớp giáp phản ứng nổ tiêu chuẩn Relic, chiếc xe tăng này được thiết kế để chống lại các cuộc tấn công của kẻ thù và đảm bảo an toàn cho kíp lái. T72B3M cũng có một loạt các trang thiết bị công nghệ tiên tiến để nâng cao tính linh hoạt của nó trên chiến trường. Từ thiết bị quan sát ban đêm đến khả năng vượt chướng ngại vật, hệ thống bảo vệ NBC, máy đo khoảng cách bằng tia laser, thiết bị quan sát nhiệt, chiếc xe tăng này được thiết kế để hoạt động hiệu quả trong điều kiện và môi trường khác nhau. Với tốc độ tối đa 60 km h T72B3M có kíp lái 3 người, nó có chiều dài 9,53 mét, chiều rộng là 3,59 m và chiều cao là 2,22 m. Với việc chuyển giao xe tăng chiến đấu mới cho quân đội Nga lần này, Moscow một lần nữa chứng tỏ khả năng thay thế các thiết bị quân sự của mình. Khả năng thay thế các thiết bị phương tiện là rất quan trọng trong giai đoạn này và có thể mang lại cho Nga lợi thế đáng kể trong cuộc xung đột đang diễn ra với Ukraine. Nga huy động sức mạnh không quân, tung đòn chặn đứng Ukraine phá tuyến phòng thủ. Thời gian gần đây, các lực lượng Ukraine liên tục thách thức hệ thống phòng thủ của Nga, đặc biệt là ở khu vực Zaporizhia, bằng cách triển khai các đơn vị bộ binh có sự yểm trợ của xe thiết giáp. Ukraine đã gia tăng đều đạn quy mô và cường độ các cuộc thăm dò nhằm tìm kiếm điểm yếu của Nga kể từ khi họ bắt đầu phát động cuộc phản công lớn. Trong hai ngày qua, Ukraine đã tung ra các loại vũ khí có tính cơ động cao cùng những thiết giáp tiên tiến mà phương Tây chuyển giao cho nước này trong đó có xe tăng Leopard 2 và xe chiến đấu bộ binh M2 Bradley IFV trong nỗ lực chọc thủng chiến tuyến của Nga. Vẫn còn quá sớm để dự đoán kết quả cuộc phản công mà Tổng thống Ukraine Zelensky thừa nhận đang diễn ra. Tuy nhiên, video quay được từ chiến trường do Bộ Quốc phòng Nga và nhiều nguồn khác cho thấy, Nga dường như đã thành công trong việc ngăn chặn đối phương công phá tuyến phòng ngự của họ nhờ huy động đáng kể lực lượng không quân còn Ukraine đang phải chịu tổn thất đáng kể về thiết giáp và bộ bình. Từ những hình ảnh và video này, có thể thấy rằng sức mạnh không quân đóng một vai trò cực kỳ quan trọng trong các cuộc giao tranh. Nga được cho là đang tận dụng cả sức mạnh không quân truyền thống cũng như sức mạnh không quân phi truyền thống. Sức mạnh không quân truyền thống Nga đã sử dụng hai yếu tố thiết yếu của sức mạnh không quân truyền thống là máy bay chiếm ưu thế trên không và trực thăng tấn công, ngăn chặn nỗ lực của Ukraine nhằm chọc thủng phòng tuyến của Nga. Nga đã tận dụng ưu thế vượt trội của máy bay chiến đấu và hệ thống phòng không tích hợp IADS. Lực lượng hàng không vũ trụ Nga thực hiện các cuộc tuần tra 24 trên 7 trên mặt trận để đảm bảo rằng các máy bay chiến đấu và trực thăng tấn công của Ukraine không thể làm suy yếu hệ thống phòng thủ của họ. Nói cách khác, Nga dường như đã tạo ra một vùng cấm bay đối với không quân Ukraine. Vùng này chạy dọc chiến tuyến, kéo dài tới 50 km. Nga đã triển khai rộng rãi trực thăng Ka-52 trong chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Nhiều video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy trực thăng Ka-52 của nước này tấn công các phương tiện bọc thép của đối phương. Ka-52 có một biến thể vô cùng lợi hại là Ka-52M. Trực thăng này đang được hiện đại hóa dựa trên kinh nghiệm chiến đấu của Nga trên chiến trường Syri. Ka-52 có thể mang theo tên lửa tương tự như tên lửa của trực thăng tấn công Mi-28NM mới nhất. Cả hai loại máy bay này đều có các cảm biến hỗ trợ và tên lửa của chúng có thể tấn công mục tiêu cách xa 10 km, nằm ngoài phạm vi tấn công của hệ thống tên lửa phòng không di động vác vai Manpass. Vũ khí của KA-52M là hệ thống tên lửa 9M127M Vic Winway 1 vì là hệ thống tên lửa chống tăng có dẫn đường ATGM phóng từ trên không. Mỗi chiếc KA-52 có thể mang theo 12 hệ thống này. 9M1271V1 là tên lửa siêu thanh dẫn đường bằng laser sử dụng đạn nổ mạnh chống tăng hít tên lửa có thể xuyên thủng lớp giáp dày 1.200 mm hạ gục hầu như tất cả các xe tăng hiện đại bất kể vị trí tấn công ở đâu tên lửa V1 thậm chí có thể tấn công các mục tiêu trên không di chuyển với tốc độ lên tới 800 km/h tầm bắn 10 km của V gấp đôi tầm bắn của tên lửa phòng không vác vai Stinger. sức mạnh không quân phi truyền thống ngoài sức mạnh không quân truyền thống nga cũng sử dụng sức mạnh không quân phi truyền thống để ngăn đối phương xâm phạm chiến tuyến sức mạnh không quân phi truyền thống bao gồm nhiều loại máy bay không người lái uav và tác chiến điện tử chiến thuật sử dụng máy bay không người lái đã thay đổi nhanh chóng kể từ khi xung đột nga ukraine nổ ra trước đây các bên tham chiến sử dụng những uav có thể hoạt động ở độ cao trung bình trong thời gian dài mêu trong chiến tranh phi đối xứng nhằm chống lại các đối thủ không có hệ thống phòng không nhưng ở giai đoạn đầu của cuộc xung đột Nga-Ukraine, máy bay không người lái mều có vai trò rất hạn chế bởi các bên đều sở hữu những hệ thống phòng không mạnh mẽ. Trong giai đoạn đầu của chiến dịch quân sự đặc biệt, Nga ít chú ý đến vai trò của UAV cũng như chiến thuật sử dụng UAV. Nhưng sau khi rút về khu vực mặt trận được phòng thủ kiên cố ở miền đông Ukraine vào mùa thu năm 2022, Nga đã tìm cách để lấp đầy kho dự trữ UAV và áp dụng một cách linh hoạt chiến thuật tấn công bằng phương tiện này. Moscow cũng đầu tư mạnh mẽ vào việc phát triển máy bay không người lái giá cả phải chăng bằng cách huy động nguồn lực trong nước bất chấp lệnh trừng phạt của phương Tây. Ngoài ra thì Nga cũng phát triển các hệ thống kết nối chúng để có thể thu thập dữ liệu và nắm được bức tranh toàn cảnh về chiến trường. Trong khi đó, các hệ thống trinh sát mà Mỹ và NATO cung cấp cho Ukraine, chẳng hạn như là máy bay trinh sát RC-135, không thể cung cấp cho Kiev bức tranh rõ ràng như vậy trong thời gian 24 trên 7. Nga được cho là đã phân bổ UAV dày đặc trên chiến trường. Quan trọng hơn, nước này cũng trang bị hệ thống chỉ huy trinh sát di động Streles M cùng hệ thống chỉ huy và kiểm soát Andromeda D. Các hệ thống mạng này cho phép người vận hành UAV và các binh sĩ khác nhập vị trí và mục tiêu của đối phương trên bản đồ kỹ thuật số, tạo điều kiện cho máy bay chiến đấu có người lái, UAV cảm tử hoặc đạn pháo dẫn đường tấn công mục tiêu trong thời gian nhanh nhất. Nhờ việc triển khai UAV trên chiến trường 24 trên 7, Nga phát hiện và ngăn chặn kịp thời nỗ lực của Ukraine nhằm chọc thủng các tuyến phòng thủ của Nga. Bên cạnh UAV, Nga cũng triển khai nhiều công cụ tác chiến điện tử, bao gồm các phần cứng và phần mềm có thể làm nhiễu, đánh chặn và xác định hệ thống liên lạc của kẻ thù. Nga được cho là đang sở hữu những hệ thống tác chiến điện tử tiên tiến nhất thế giới và điều này sẽ gây khó khăn cho cuộc phản công của Ukraine. Chẳng hạn như tổ hợp radar Park của Nga có thể xác định vị trí hỏa lực pháo binh của đối phương. Hệ thống tác chiến điện tử Detail của nước này có thể phát hiện, theo dõi và chặn các tần số vô tuyến. Tổ hợp Boris Shoklev 2 có thể làm gián đoạn hệ thống liên lạc vệ tinh như GPS. Không thể phủ nhận Nga đã gặp nhiều khó khăn khi phải chống đỡ với các cuộc phản công của Ukraine vào đầu năm 2022 do lực lượng của nước này bị giàn mỏng trên một vùng chiến tuyến rộng lớn và khả năng duy trì hậu cần bị hạn chế do thách thức về địa lý cũng như những hệ thống tên lửa tiên tiến mà phương Tây cung cấp cho Ukraine. Nhưng sau đó thì Nga đã rút ra rất nhiều bài học kinh nghiệm, tìm cách nắm giữ các vị trí phòng thủ thuận lợi và phát huy thế mạnh về sản xuất, công nghệ. Điều này đã mang lại cho họ nhiều bước tiến lớn trên chiến trường, theo cách mà cả Ukraine và phương Tây đều không ngờ tới. Nga bị cáo buộc dùng bom chùm trả đũa Ukraine. Hai cư dân đã bị thương và những ngôi nhà bị hư hại trong một cuộc pháo kích của Nga vào thị trấn Deruzhkivka ở vùng Donetsk Oblast do Ukraine kiểm soát, báo Prada của Ukraine cho biết. Trong cuộc tấn công ngày 24 tháng 7, hai cư dân đã bị thương và phải nhập viện sau khi bom chùm rơi trúng một tòa nhà dân cư. Khoảng 12 ngôi nhà trong khu dân cư bị hư hại. Trước đó cùng ngày, một nhà quay phim của công ty truyền thông nhà nước Đức, Deutsche Welle, đã bị thương tại Drukipka khi đoàn làm phim bị trúng đạn. Lính dù Ukraine làm chủ xe tăng Challenger 2 Lực lượng tấn công đường không của lực lượng vũ trang Ukraine hiện được trang bị một trong những loại xe tăng hiện đại nhất thế giới, xe tăng Challenger 2, và đang sử dụng nó một cách hiệu quả, Bộ Chỉ huy lực lượng này cho biết. Những người lính dù Ukraine đã diễn các thao tác với xe tăng Challenger 2 do Vương quốc Anh cung cấp. Đoạn video do Bộ Chỉ huy Lực lượng Tấn công Đường không Ukraine cho thấy, một chiếc Challenger 2 sản xuất năm 1991 sử dụng loại đạn 120 ly, gồm hai loại, xuyên giáp và phân mảnh nổ cao. Xe tăng Challenger nổi bật khả năng cơ động và hỏa lực lên tới 10 km. Nó có tầm nhìn ban đêm và máy đo khoảng cách laser. Lính dù Ukraine chia sẻ, Ấn tượng về chiếc xe tăng này là thật tuyệt vời, cả trong huấn luyện và hành động. Hồi tháng 5 năm 2023, Vương quốc Anh xác nhận rằng tất cả các xe tăng Challenger 2 như đã hứa đã có mặt trên lãnh thổ Ukraine. Ukraine tự phát triển hệ thống phòng không tầm trung. Dmytro Chernyev, nghị sĩ đảng đầy tớ nhân dân, đồng thời là phó chủ tịch Ủy ban An ninh, Quốc phòng và Tình báo Quốc gia trong Quốc hội Ukraine cho biết, Ukraine đã phát triển và đang thử nghiệm các hệ thống phòng không của riêng mình. Ông nói, chúng tôi có các hệ thống phòng không mới nhất, chúng hiện là loại tầm trung. Tất nhiên đây không phải là tương đương với Patriot, SAMPT hoặc là iris Tôi nghĩ rằng nó gần với Hawk hoặc các hệ thống tầm trung hơn. Trên thực tế, chúng là sản phẩm của Ukraine và sự phát triển của Ukraine. Ông này cho biết, việc thử nghiệm khá thành công, bao gồm cả việc phát triển tên lửa. Trước đó, ngày 23 tháng 7, thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Ukraine Oleksiy Danilov nói rằng, ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine đã sản xuất các phương tiện cho phép Ukraine bảo vệ cơ sở hạ tầng cảng của mình để chống lại các cuộc tấn công của Nga.